Phương chào các bạn nha. Hôm nay Phương làm món gà nướng nè. Lâu rồi không có ăn gà nướng á, thì hôm nay làm bánh tét á, có lửa than á, cho nên là sẵn mình nướng nửa con gà mình ăn cơm luôn ha. Hôm nay mình dùng cái tre nè để mình kẹp gà cho mình nướng ha, chứ mình không có dùng cái sắt. Mình dùng củ tỏi, củ hành, ớt, rồi mình đâm nhuyễn ra, rồi mình cho bột nghệ, nước mắm, đường bột ngọt vô, mình quậy cho nó đều ra, nó tan ra hết, rồi mình ướp vô thịt gà, mình để khoảng tiếng đồng hồ ha. Xong rồi cái cây tre mình chẻ làm hai ra, rồi mình kẹp thịt gà vô, rồi mình cột trên cái đầu lại nè. Mình lấy dây kẽm mình cột trên đầu lại rồi mình đem đi nướng ha. Lúc trước mình cũng hay nướng kiểu này nè, tại vì mình mua cái lò chiên không dầu rồi á, cho nên là mình ít nướng than lắm. Hôm nay mình làm bánh tét, mình nấu bánh tét á, rồi sẵn mình nấu bánh tét xong có lửa than á, mình làm gà mình nướng luôn để bỏ cái lửa than nó ổn. Cái này là gà ta nha cả nhà. Gà ta này mình mua một con mà còn được nửa con nè. Mỗi con này mình nướng. Gà ta thì mình nướng nó sẽ ngon hơn gà công nghiệp ha. Gà công nghiệp thì mình chiên nó thì nó ngon hơn, còn mình nướng vậy thì mình nướng gà ta ha. Đây các bạn thấy lửa than quá chừng nè. Đó, mình để thịt gà đây mình nướng. Mình nướng khoảng tiếng đồng hồ đó, các bạn nó mới chín ha. Đây được 4 cái chân nè. Mình nướng 4 cái chân mà mình nướng ở dưới đây nó gần lửa than quá các bạn. Nó khét mấy cái đầu ngón chân của gà luôn. Rồi ten ten. Trong khi chờ đợi thì bây giờ thịt gà nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Vàng thơm, rất là thơm luôn. Mình làm một miếng muối ớt chanh ha. Muối ớt chanh thì các bạn cho bột ngọt với lại đường ha, cho cái vị nó ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua sẽ ngon hơn. Bây giờ mình ra đây mình hái một ít rau răm nè. Rau răm nhà mình là rau răm cao, các bạn ơi nó cao dữ lắm, mà cái lá nó bự nữa. Xin mời các bạn cùng ăn cơm gà nướng với mình nha. Đây để mình chấm thử miếng muối ớt chanh coi. Ôi rất là ngon các bạn ơi, ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua, cay cay. Cái rau răm này là cái loại rau răm cây cao to á, lá rất là bự luôn các bạn, ăn nó không có ngon bằng cái rau răm nhuyễn, lá nhuyễn ha. Mà ở đây thì rau răm bò với đất và lá nhuyễn các bạn không có ha, chỉ toàn là rau răm này thôi. Gà nướng này mà có thêm mớp hương nướng nè, rồi đậu bắp nướng nè, ăn kèm rất là ngon luôn các bạn. Nhưng mà hôm nay mình lu bu á, với lại mình nướng bằng cái cây tre nè, nhưng mình lười á, mình không có nướng thêm những cái đó ha. Chứ ăn kèm thêm đậu bắp nướng với lại mớp hương nướng rất là ngon luôn. Cái video của mình tới đây mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.